trời mưa nhưng mà thấy có nhiều xe đang tụ tập rồi. Đây là ngã tư Hùng Vương với Kỳ Huệ, để chú bảo vệ dân phố đang đứng canh. Nãy giờ coi đâu? Trời mưa nên chắc là ít có cổ động viên đi bão đây. Trời mưa rất là to nhưng mà đang dầm hòa đang bão luôn đó mà tuần hành ở Tuy Hòa đây. Bạn sao nó chạy trước kia rồi ta? Đã chạy kia rồi. Tuy Hòa đang bão đi bão trong trời mưa này. Còn người đang càng ngày càng lúc càng đông. Hiếm gặp ở Tuy Hòa vào thời điểm hiện tại.